một cái sự kiện muốn tốt, muốn thành công, muốn hiệu quả, điều đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm đó là khách hàng. Bởi vì nếu chúng ta có làm một cái sự kiện thật là hoành tráng đi chăng nữa, nhưng mà số lượng khách hàng đến rất ít, thì chắc chắn một điều gì sự kiện đó cũng khó có thể thành công cao. Một cái thứ hai là trong cái sự kiện đó chúng ta phải nêu bật lên được những cái sự khác biệt, tính nổi trội hoặc là một sự đặc thù để tạo một cái ấn tượng khó phai trong lòng của người tham dự. Một cái điều thứ ba nữa là gì? Là trong quá trình mình làm sự kiện đó thì mình phải quyết định được cái mức độ đầu tư cho cái sự kiện đó. Ví dụ như tôi muốn cái sự kiện này có cái phạm vi nhỏ thôi, hiệu ứng tương đối thôi, thì mình sẽ làm một cái sự đầu tư, mình sẽ quyết định đầu tư một cái số tiền tài chính tương ứng. Còn nếu mình muốn nó có hiệu ứng hơn hoặc là muốn lan tỏa hơn thì mình sẽ đầu tư một cái mức tài chính nó tốt hơn. Đó là những yếu tố mà đặc thù của ngành sự kiện. Và còn hai yếu tố phụ nhưng cũng không kém phần quan trọng trong sự kiện nữa là gì? Là con người và rủi ro. Tại sao tôi nói hai điều này? Bởi vì chắc chắn khi một sự kiện diễn ra, bạn không thể là một người một mình làm hết tất cả mọi việc, không thể vừa làm người dẫn chương trình, không thể vừa làm người hỗ trợ, không thể làm bảo vệ, cũng không thể làm tiếp tân, đúng không? Chúng ta một mình chúng ta không thể làm, thì chúng ta bắt buộc phải có cái bộ phận nhân sự đứng kèm. Và để có bộ phận nhân sự đứng kèm này thì chúng ta có thể vận dụng từ nguồn lực của doanh nghiệp mình, từ tổ chức mình, từ những người bạn bè của mình, hoặc là có thể là gì ạ? Mình thuê cái nguồn lực bên ngoài, những cái người mà họ chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực đó, để mình thuê họ tham gia với mình. Bạn sẽ học như thế nào tại kinai.vn? Khóa học được chia làm nhiều bài học nhỏ, có phần ghi chú và thảo luận với học viên khác. Để việc học thú vị hơn thì mỗi khóa học sẽ gồm nhiều nhiệm vụ, hoàn thành sẽ được thưởng điểm. Bạn có thể dùng tiền thưởng này để học tiếp khóa học khác. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận, bản online hoặc là bản in có đóng dấu công ty. Làm sao để nhập học? Để nhập học, bạn chỉ cần click nút đăng ký, điền thông tin cá nhân, sau đó chọn hình thức thanh toán phù hợp, nạp thẻ cào, chuyển khoản, trực tiếp tại văn phòng Delta Việt, thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM hoặc thẻ Visa, Master. Hình thức phổ biến nhất là thẻ cào điện thoại. Bạn chỉ cần mua thẻ cào Mobifone hoặc Vinaphone và nạp mã thẻ, số series thẻ vào hệ thống của kinai.vn. Sau khi nạp đủ tiền, bạn chỉ cần click xác nhận thanh toán là có thể vào học ngay. Bạn sẽ được xem bài học mãi mãi chỉ với một lần thanh toán. Kinai.vn, website học online kỹ năng cho người đi làm với hơn 40.000 học viên đã theo học. Chúc bạn một trải nghiệm học tập hữu ích tại kinai.vn.